Kính thưa quý vị, nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay được biết đến như một người trưởng thành trong một môi trường nghệ thuật. Có mẹ là ca sĩ Vũ Dậu và anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Và bản thân cô cũng sở hữu một giọng ca đẹp tuyệt vời, thánh thót như chim họa mi. Cho nên việc tài năng và sự nổi tiếng của cô là điều không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ rất là ngạc nhiên bởi vì đằng sau cái vẻ dịu dàng là một con người rất là mạnh mẽ và cá tính, một người đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Có lẽ là quý vị cũng đã biết Ngọc Diễm đang nói đến ai rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Khánh Linh. Xin chào chị Khánh Linh. Xin chào Diễm. Xin chào chị Khánh Huyền và xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Khánh Linh này, hình như nghe nói là thời gian gần đây Khánh Linh đã tham gia vào thị trường âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn trước phải không? Dạ, cũng như là trước đây thì thời gian gần đây thì đúng là em có ra vào nhiều hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và vì thế mà mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà được hát nhiều hơn cho những khán giả mà mình chưa được quen biết. Và đó là những cái điều rất là hạnh phúc. Và vừa rồi thì Ngọc Diễm nghe tin là chị cho ra mắt một album mới có tên là Giấc Mơ Mang Tên Mình. Một cái tên rất là ý nghĩa và cũng nữ tính và lãng mạn. Tại sao chị lại chọn cái tên này và những cái giấc mơ nào được chứa đựng trong album này? Album Giấc Mơ Mang Tên Mình quả thực nó là một câu hỏi mà có rất là nhiều người đã hỏi Khánh Linh. Vì sao lại chọn cái tên như thế? Điều thứ nhất thì Linh muốn chia sẻ đó là một ca khúc mà Linh rất là yêu thích của nhạc sĩ Văn Phong. Bài hát này nó đã được biết đến bởi chương trình Bài Hát Việt từ cách đây rất lâu rồi, 4 năm. Và khi ngay khi giai điệu nó vang lên đã khiến cho Linh cảm thấy rất thích. Ngoài ra thì nó còn có một ý nghĩa khác. Bởi vì trong mỗi một cuộc sống của mỗi con người, ai cũng có một cái ước mơ của mình. Hoặc nói một cách rất là nghĩa đen, gọi là những giấc mơ riêng của mỗi một con người. Và Linh cũng là người hay mơ. Và vì thế thì sau rất là nhiều thời gian mà mình trải nghiệm thì mình lại mong muốn đem đến những cái gì mà mình nghĩ rằng nó là điều mà mình đang mơ. Mình nghĩ rằng là ai cũng có những cái ước mơ của mình, nhưng mà để thực hiện ước mơ lại là một vấn đề khác hẳn, đúng không? Và khán giả cũng đã từng nghe Linh chia sẻ rằng là cũng muốn làm một album với là một người bạn thân, đó là ca sĩ Tùng Dương. Nhưng mà sau đó thì chờ không thấy đâu cả. Và thế là Linh đi hát cũng rất âm thầm. Và 6 năm thì mới cho ra mắt một album, thì phải chăng là đã có một cái giai đoạn nào đó mà Linh chán nghề không? Thực sự mà nói thì đối với Linh thì chưa bao giờ thôi cái sự yêu mến đối với công việc của mình cả. Có thể nói Linh cũng như là những người trong gia đình, bố mẹ và anh trai đều là những người làm nghề một cách hết sức chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây tức là sống và hoàn toàn bằng kiếm tiền bằng nghề của mình, trang trải tất cả cuộc sống bằng cái công việc đi biểu diễn. Thời gian mà ít xuất hiện đối với khán giả có lẽ chỉ là không lên TV nhiều thôi ạ. Và còn ngoài ra thì vẫn rất là bận rộn với những công việc đi biểu diễn. Và còn tuy nhiên với cái việc mà mình ra album muộn như thế thì cũng có một phần là vì mình chọn lựa. Có quá nhiều những thứ để mình chọn lựa. Ví dụ như trong 6 năm thì có những năm lại thích là dòng nhạc này. Nhưng khi gom bài nó chưa đủ, lại thôi, lại chuyển sang một cái thể loại khác mình thích. Và khi mà một người mà khó tính hoặc là cảm thấy rằng là mỗi một cái sản phẩm mình đưa ra phải khiến cho khán giả họ phải thích cơ. Và mình cũng phải thích. Thế vì thế mà 6 năm sau thì em mới ra album, ra cái album này. Có vẻ là khó tính đúng không? Quá khó. Yêu nghề mà lại khó. Khi mà Huyền nghĩ đây cũng là một cái rất là dễ hiểu, bởi vì sinh ra trong một gia đình có một cái truyền thống nghệ thuật như vậy thì chắc chắn là cái sự góp ý của những người thân trong gia đình cũng làm cho mình cảm thấy là khó khăn hơn khi mà đưa một cái sản phẩm nào ra với khán giả. Thường là Khánh Linh được khen hay được chê ở trong nhà? Dạ, mỗi lần mà em biểu diễn trên sân khấu thì bao giờ cũng thế, gọi điện về cho mẹ và hỏi rằng là hôm nay con diễn thế nào, trang phục làm sao, trang điểm có xinh không, rồi
hát có được không hả mẹ? Lúc nào cũng là ba câu hỏi như thế. Và mẹ sẽ nhận xét là hôm nay con hát là cũng tạm được. Và cái thứ hai là nếu đấy là những lúc mà mình cảm thấy là mình chưa hài lòng lắm, mà đúng là sự nhạy cảm của những người cùng nghề thì sẽ nhận được ra ngay những cái lỗi của mình. Ngoài ra thì có những hôm nào mà thành công thì mẹ cũng sẽ hỏi rằng là thế khán giả phản ứng như thế nào đối với phần biểu diễn của con. Và đó là những cái nguồn động viên rất lớn đối với những người làm nghề. Và đó là cái điều mà khiến cho em lúc nào cũng cảm thấy rằng là mình được luôn luôn có những người ở bên cạnh mình, những khán giả khó tính nhất để giúp mình tiến bộ hơn trong nghề. Và tất nhiên là trong cái sự trải nghiệm cuộc sống của mình, cái sự khó tính nó không phải nằm ở những cái quy chuẩn hay là ở một cái chất lượng nào mà do những người khác đặt cho mình, mà dần dần nó trở thành một cái rất riêng của mình. Tức là như em vẫn thấy trong cuộc sống ấy, nó phải là những cái gì mà không tự nhiên có, đúng không ạ? Không tự nhiên có thì mình phải làm thế nào đấy tích lũy nó để trở thành cái mình có. Không biết là Diễm thì có biết không, nhưng mà Khánh Linh là con gái của nghệ sĩ Vũ Dậu, là một giọng ca vang bóng một thời rất là nổi tiếng, và còn là em gái của nhạc sĩ Ngọc Châu, thì chị cũng đang thắc mắc là không hiểu anh Châu có là một cái người đóng một cái vai trò nào trong cái đời sống âm nhạc của Linh. Anh Châu quả thực là người có đóng vai trò vô cùng to lớn đối với Khánh Linh. Anh là người đầu tiên khiến cho Linh suy nghĩ một cách chính chắn để bước vào con đường âm nhạc này. Đó là một cơ hội rất là đáng quý. Đó là vào năm 15 tuổi ạ. Cái việc này gần như tất cả mọi người đều biết. Đó là ca khúc Cô Tấm Ngày Nay. Và lúc đó là Linh chưa có học hát bao giờ cả. Hát với một phong cách rất là tự nhiên, rất trẻ con, đúng như với lứa tuổi hồn nhiên như thế. Và rồi sau đó thì nghĩ rất nghiêm túc là nếu thích hát thì phải đi học. Và đi học một cách nghiêm túc ở trường, và kiên nhẫn trải qua rất nhiều các cuộc thi, rồi trượt cũng rất nhiều, và rồi cuối cùng thì vẫn kiên trì với con đường mà mình lựa chọn, đó là âm nhạc, đó là hát, và quan trọng là hát nhạc pop. Quay trở lại với là album Giấc Mơ Mang Tên Mình, thì vừa rồi chị Khánh Linh có chia sẻ là chị cũng khá là khó tính và cầu toàn trong việc lựa chọn những ca khúc. Thực ra Diễm nghĩ điều này cũng rất là phù hợp, đặc biệt là đối với những người thực sự là yêu mến nghệ thuật, sống hết mình với nghề và sống hết mình với cái đam mê của mình. Tuy nhiên về mức độ thành công của album á, thì chị đánh giá như thế nào? Chị có nghĩ là album này nó sẽ mang mình đến gần hơn với khán giả, và qua đó người ta sẽ hiểu thêm một phần nào đó về tính cách và tâm hồn của Khánh Linh không? Đây chính là cái điều mà Linh chỉ đợi mọi người hỏi để trả lời. Vâng, bởi vì một trong những lý do nữa mà 6 năm mới ra album, bởi vì khi mình nó vừa đủ một khoảng thời gian để mình có thể cảm nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho mình ở phạm vi nào và họ mong muốn gì ở mình. Và bản thân mình khi là người làm nghề cũng thế, cũng muốn mình là người thật gần nhất đối với khán giả. Bởi vì người hát phải có người thưởng thức, phải có người nghe. Và vì thế những ca khúc của mình khi đến với khán giả, họ phải hát được. Họ phải hòa nhập được vào cái không gian âm nhạc của mình. Đó là điều quan trọng nhất mà sau rất nhiều năm mà em làm nghề, em cảm nhận được điều đó. Và vì thế mà cái album này, em không dám nói là nó thành công đến mức độ nào, nhưng ít nhất đối với em là nó đảm bảo được một việc rằng mọi người khá thích. Và mọi người đưa lại cho em những cái lời nhận xét rất là tốt. Và mọi người thích hơn, mọi người thích hơn ở một điểm là mọi người không hoàn toàn bị một cái đóng khung là Linh phải là semi classic hay là Linh phải là một cái gì để khuôn mẫu. Nó là cái điều mà em đem đến là một sự phóng khoáng, một sự thoải mái nhất, một cái gì đấy rất là tự nhiên cho con người của mình. Đấy mới là em. Một ngày mưa không dứt, một ngày không nắng xanh, thời gian theo phút giây trôi vô tình. Một ngày anh không đến, một ngày em nhớ anh, tình vương theo gió bâng khuâng nhớ thương. Bài hát bây giờ thì chắc là mình tạm gác lại câu chuyện về âm nhạc đi, mình mở ra câu chuyện nó rộng hơn, nó bao la hơn, đó là câu chuyện về cuộc sống. Thì
cái này thì hơi riêng tư một tí xíu, nhưng mà cũng cho phép Ngọc Diễm được đặt câu hỏi, đó là cuộc sống của một nàng họa mi hậu hôn nhân thì nó như thế nào. Bởi vì người ta quen với cái hình ảnh là người phụ nữ là có một người đàn ông bên cạnh thì nó mới tròn trịa. Tuy nhiên những gì mà Khánh Linh vừa chia sẻ thể hiện đó, bản chất là tự do, thoải mái và những cái gì nó rất là phóng khoáng và thăng hoa, thì đó mới là Khánh Linh. Thì Khánh Linh có thể chia sẻ một chút xíu về cuộc sống của mình hiện tại. Cuộc sống hiện tại của Khánh Linh vẫn luôn luôn có một người ở bên cạnh. Vâng. Và đó là một người đàn ông tốt. Và như Linh cũng đã từng chia sẻ là, như có người nói là nếu như nói trong ba chữ thôi để nói về người đàn ông này thì Linh đã tự giải thích rằng nó gọi là đúng mật khẩu ạ. Vâng, một cái cách rất là riêng biệt của Linh. Bởi vì Linh không thích cách trả lời một cách thông thường như là những người khác. Điều đó thì Linh chỉ thấy rằng là trong cuộc sống của mình vẫn là một người tự lập. Tự lập từ lúc 15 tuổi cho đến giờ. Mình vẫn có những người yêu thương mình, nhưng mình không vì thế mà mình nuông chiều bản thân mình. Trong cuộc sống riêng, mình phải lo ra rất nhiều thứ. Lo cho bản thân của mình đầu tiên, rồi lo cho con cái, rồi lo cho những người thân của mình. Lo để làm sao cho mọi người không phải lo về mình nữa. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Và vì thế, hiện tại của em đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Đó là điều em cần nhất, một sự cân bằng. Công nhận là Huyền thấy cũng khó. Ai mà phát hiện được mật khẩu mà lại mở được mật khẩu của nàng này cũng là người giỏi. Thời gian gần đây thì khán giả thấy Linh không những hát nữa đâu mà còn hay đi du lịch này, hay thích chụp hình này và còn viết bài đăng báo nữa. Thì tất cả những cái đó nó là một cái niềm đam mê mới của Linh hay đơn giản nó là cái thú vui để giải trí thôi? Đầu tiên nó là thú vui giải trí. Vâng, và em nghĩ đấy là một nhu cầu tối thiểu của bất kỳ một người nào. Sau những cái giờ phút làm việc mệt mỏi thì ai cũng có nhu cầu để mình được biết thêm về những gì mình chưa biết. Và rồi dần dần thì từ cái việc rất là thông thường là chỉ đi xem, đi ngắm thì mình đi sâu hơn. Tức là lúc này mình nhìn vào những cái hình ảnh, rồi đi đến những cái hoàn cảnh của những cái người khó khăn hơn, để mình tìm cách nào đấy kết nối những người bạn của mình để giúp đỡ cho họ. Đó là một trong những cái mà trải nghiệm tiếp theo của em. Và điều quan trọng nhất là mình sẽ cảm thấy rất tiếc nếu như mình không thể lưu giữ lại những cái hình ảnh ấy. Thế thì chiếc máy ảnh là một vật dụng vô cùng là hữu ích trong trường hợp này. Vâng, và vì thế nó bỗng dưng nó trở thành một cái thói quen mới. Em chỉ có thể dùng từ gọi là thói quen thôi. Vâng, và thói quen thì nó cũng đôi lúc bị chi phối bởi cảm xúc. Nó cũng bị chi phối bởi cảm xúc, cho nên đôi khi sẽ có những lúc rất là nhiều những bài viết, hoặc là viết cho riêng mình, hoặc đôi khi viết cho những người nào cần. Và rồi những hình ảnh cũng thế, bỗng dưng làm cho mình cảm thấy mình chụp thì không đẹp bằng ai đâu ạ. Nhưng mà chỉ cần là mình cảm thấy rằng là nó phù hợp với mình là được. Quan trọng là mình thích. Mình thích cái gì đó. Cũng là một điều hay. Và Huyền còn thấy rằng là Linh cũng có một cái niềm vui nữa trong công việc của mình, đó chính là đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc.